câu ngọt làm ta đâm xương. Mày tới tàu nó mẹ lừa hộp ra. Ôi trời ơi. Ủa khoan cho tôi hỏi, quả seri này mình không ăn hả? Ê chùm ruột má, có thật sự là người Việt Nam không? Ủa cái này là quả seri, nó màu đỏ là quả seri đúng không? Seri là cái từng muối kia bà nội ơi. Bà đang nói tới muối nào? Cái quả seri màu đỏ đỏ xanh. Chùm ruột. Ê chùm ruột này là ăn kem bỏ vô đúng không? Không, đúng rồi. Nhưng mà trời ơi, nó rim lên, nó rim đường lên á. À bọc đường. Đúng rồi đấy. Có thấy chưa? Tôi nói có mà. Ê, con bé này nó ở đâu lại đó? Ăn để ăn hả? Nuốt rộng. Trời ơi, ôi chua quá bà ơi. Chấm muối đi bé. Chua quá bà ơi. Uống thôi. Chua thiệt nha, tại mấy cái trái này nó nhỏ quá à. Trái nhỏ quá. Ngồi không quá khế không á. Chua quá. Chơi gì vậy nè em? Xưa mấy bà hay chơi nhịn chi đồ hàng đó, xong cái này là đi nhôm mấy con cá rồi đó. Chụp đi mấy. Là chơi dữ chưa? Là ý là lấy cái này đi chụp mấy con cá hả? Là thật sự là có bắt được cá không? Không. Hồi xưa đâu có gì đâu. Mà cái này cũng không bắt được con cá luôn. Được, cái này bắt được cá mà. Bà ơi, nó phải bịt lại hay nó phải sao đó, bắt được cái này mà chụp vô rồi sao? Cái này là hồi xưa, nếu như mà cái bự đó nha, là chụp xuống, thò tay vô đây bắt con cá. Chứ không phải là... À là chỉ zone nó lại thôi, là chỉ zone nó lại thôi. Cái này là mô hình. Thôi mình ăn cái chả này, thấy mẹ ngon nè. Ngon lắm cưng ơi, ăn đi. Ăn nguyên một chùm đi. Thấy giả gì? Mẹ em nho nhã nữa, mình lừa tôi nữa. Nho Mỹ người ta bây giờ người ta vậy đó bà nội ơi, người ta nhân giống kiểu mới Mỹ đó. Gì mà nè, nó rất là da, cái thịt nó rất là xốp, ăn đi. Xốp nữa. Coi cái thân nè. Trời ơi, đã nói là người ta nhân giống theo phương pháp hiện đại bà nội ơi. Nè tôi thấy đường khâu luôn nè bà ơi. Bà nội ăn đi. Trời ơi, cái trái nho người ta gì mà nó kêu trái nho giả. Ăn đi bà nội thấy không? Trời ơi, bên trong hồn quá trời nè. Có con què đâu. Ê, cái này nè. Ăn rất là ngon luôn nha. Cái đó cái củ sen mà. Chào anh, em là cô gái miền Tây. Như bài đó không có. Cái bài gì mà có sen không quên mất tiêu. Thôi bỏ đi. Vẫn chưa có bông sen. Rồi cái này là ăn chưa? Ăn sao? Đây nè, bẻ ra. Có ăn được không? Ăn cái hộp này hả? Đúng rồi. Là trong này nữa hả? Ăn cái hộp màu trắng nè bà. Ăn cái màu trắng nè bà nội. À ê, cái này là vậy là giống với lại mình đi ăn Hokkaido rồi đó bà. Đúng rồi. Xong rồi nó cho mình mấy cái củ này nè mà. Nhưng mà mình không có ăn cái tim ở trong nha bà. Đúng mà ăn tim là đắng lắm. Đúng. Chát chúa lắm nè, ở trong đó. Nhưng có cái tim này nhỏ quá không thấy được. Cái này còn non nên là ăn luôn được bình thường. Ngon quá bà. Ngon không? Tại sáng nay mẹ. Ê ngon quá. Này ngon á. Ngon. Này ngon. Bà mua về là cái thứ là sẽ đập vô đầu. Trời ơi, chơi cái gì mà mạnh bạo vậy? Nếu mà đập đầu thôi nha, đau lắm. Đó. À. Hai đứa dẫn qua kia đập đi. Đau cho tôi đập thử. Nhưng mà nó chị phải đập cái lép nha, cái nào có hạt u cái đầu luôn. Là sao làm? Ý là đó. Nè, nó đập cái không có hạt hết đâu. Ủa xong rồi mình ăn cái gì? Cái này có hạt thì chị để đập đầu chơi thôi. Ê, cảm giác ngày hôm nay có những cái trò nó hơi vô tri nha. Nhưng mà đập nó vui. À cái này phải ăn hả? À ăn cái lép thôi. Ê bà đập thử cái đầu vui lắm. Không. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Ê vẫn chưa thấy vui nha. Mới vô nhẹ thôi. Cái tiếng nó dễ thương thôi. Dễ thương. Cái tiếng nó thích một cái gì thôi. Biết tại sao thằng bé này làm chung với bà rồi. Dễ thương lắm luôn. Nãy giờ được 3 trò vui lắm luôn á. Trời ơi chị cười đau bụng. Khoan trái này thúi luôn rồi nè. Đập mới đập cái đầu cái thúi luôn rồi nè. Ngon ha. Nãy giờ được cái này với là cái mộng dừa ngon lắm. Đúng. Còn lại là chua nha. Hơi ghê. À không, cái này cũng ngon nè. Cái này ngon à. Ê mới ăn cái gì chắc vậy? Hả? À vậy nữa hả? Cái đó chát hả? Cái màu đen nó chát hả? Cái vỏ, cái màu trắng chứ. Thôi bây giờ mình rang cái này lên đi. Cái này là hạt cà phê rang. Hạt cà phê luôn hả? Quê. Rang đi. Thôi khoan ngay trước đi rang rồi cho hỏi cái trái này cái gì vậy em, giống trái meo quá vậy? Ủa chứ không phải nó là cái trái hồi nãy mình bẻ đó hả? Không. Nó ở trong trái đó là nó là cái hạt này. Cái này là mình phải cắt nó ra. Mình phải cắt hai cái gân hai bên. À, này như bóc tôm á hả? Ủa rồi có gì ở trong? Nó cũng ngọt á. Chắc không. Nhưng mà mình ăn nhiều quá thì nó bị say. Say rồi. Tôi nghĩ các bạn nên ăn đó. Tôi thấy bà hơi tỉnh. Ê ăn nó vui nha. Vui không hả? Cắt thử em. Mà say say quá bà ơi. Trái là tên gì? Trái là tên gì? Trái còng. Còng ngọt làm ta thử té tính rồi. Thử té tính đỡ luôn. Ê, bà thử ngậm nguyên miếng đi má ơi, nó chát lắm, nó đắng luôn. Người ta kêu là ngậm cái trong mày thôi chứ cái vỏ là nó chát đúng rồi. Bà ngậm nguyên miếng bự đi, bà ngậm nguyên miếng bự. Đắng lắm. Rồi bây giờ mình đi rang cái này lên. Rang cái này lên hả? Rồi, là rang được chưa? Ơi, dặn vừa thôi nha, tại vì nóng quá sợ teo. Sợ nóng quá sợ teo sụn. Teo mới hả chị? Ủa, hết tắt luôn. Ồ còn. Cái miệng lạnh quá, chưa gì. Rồi, được coi. Rồi, cái này chuyên nghiệp nè. Chị biết làm không? Đây em làm cho coi nè. Rồi, ụp này nha. Sao hình này nó cũng bậy bậy hả chị ơi? Cái này nó cũng bậy quá. Thôi chị mượn cái thẻ được thôi chị ơi. Chết thiệt chứ. Công an tới. Cái gì mà tới luôn đi. Ủa làm tâm lý theo luôn á. Rồi. Cái này nó giống hạt mãng cầu quá hả? Giống dữ ta. Ừ. Ê có khi nào mẹ em ăn mãng cầu không mẹ em lừa hộp ra. Ôi trời ơi. Chị vui cưới chồng chị vui đẻ vậy thôi, chị vui báo hiếu cho cha mẹ mà Ti. Ủa nhỏ này. Thôi được rồi đó, ý là bây giờ mấy đứa nhờ một đứa nó qua đảo đi rồi đem cái kia ra chị ăn thử, chị ăn thời gian chờ đợi đi, nó tách một cái là kêu vô liền. Ăn vây cá. Nếu mà các bạn muốn coi chi tiết thì các bạn qua kênh của Ba Chồng Nông Sản mới làm đi. Rồi nhưng mà bây giờ mình nói sơ sơ thôi để là cái vây cá này là mình phải giết mổ xẻ con cá thì mình mới có được cái vây đó, cái mình đem về cái mình cái vây nó chỉ vậy thôi hả? Rồi sao ăn trời? Thì bây giờ cái này rửa sạch, rửa chà với nước rồi muối hộp rồi đổ rượu vô mà thấy tanh quá xong cái mình lại tiếp tục làm những cái bước đó hiểu không? Cái bỏ nước sắp sắp thôi, xong bỏ mấy cái này vô thì cho nó sắc nước lại rồi xong ra thành cái này. Hay quá, xuất sắc. Nhưng mà cái này hơi lỏng nha. Ừ sao mấy bé nhà tôi là ơi nó lỏng lẹt luôn. Nó lỏng lắm hay là tại vì bỏ vô tủ lạnh chưa đủ giờ em? Ghê quá tự nhiên thấy ăn đi ngon lắm luôn á. Nó như thuốc bắc á. Ngon lắm, ăn miếng này ăn nguyên miếng bự chứ. Trời ơi cay quá em ơi, chị nghe mùi quế không à. Ê bà đánh như gì ghê hơn nha, bấy nha má. Ủa nó bị bấy quá rồi luôn. Không ăn thử không? Không bây giờ không ăn thử. Ý là bà ăn thử có thử giống cái của bà không? Không bà ăn đi. Nhỏ thôi. Tôi ăn rồi, bữa ăn rồi. Nổ rồi kìa bà ơi. Hả? Nổ rồi. Ủa vậy hả? Đâu trời ơi là trời. Ê nó thơm lắm luôn á. Thơm. Trời ơi. Xong rồi nè Tiên. Rồi tự dưng bà hứng cái muối dưới này làm gì? Rồi em lấy cái thẻ đi em kẻ cho chị mấy đường đi. Đấy bây giờ mình lấy cái này mình ăn thôi. Đúng. Ủa nóng quá. Đúng hả? Nhưng mà em ăn cái kem hơi say hơi gắt cổ nha. Ghê đúng không? Ý là nó không ghê, chị tưởng chị làm em thấy ghê lắm. Của chị rất ghê. Ê của chị còn ở nhà ăn không? Chị ship qua cho. Nóng quá rồi cái này cũng bày đặt chạy qua đây làm chi rồi cũng có ăn rồi cũng chưa ăn. Ủa mà chưa quay xong cái kia mà đúng không? Thì đúng rồi. Trời ơi là trời luôn á trời. Cái này mình ăn cảm giác giống như ăn thạch gừng á. Gì hả? Thạch gừng thạch quế á thì cái không có cái vị cá đâu. Không có một tí nào vị cá luôn, chị thử miếng thôi. Thấy không? Như thịt gừng thịt cá thôi à. Nó cay dữ hả? Cái cay nó gắt mà nóng người luôn, giống như là cái này chứ mỗi lần cái này em bỏ rất là nhiều quế đúng không? Cái này mà tao bị bệnh á mà cho tao ăn vô là tao khỏe lại luôn á. Cái này bỏ nhiều quế lắm nên nó cay vậy luôn á. Của chị không có cay. Thôi đem cái kia ra đây chị ăn luôn cơ Tiên ơi. Cái hạt nó như này nè, bà ăn cái kia đi. Cứng nha. Chị cắn nữa. Cắn cái kiểu gì mà ngọt vô cái tay áo luôn. Nó cũng bùi nữa sao. Nhưng mà em ăn thấy cái vị này vừa quen mà vừa lạ nè. Không phải là tụi em hay ăn này hả? Không, ba biết nó bố mẹ mình ăn á. À bố mẹ em ăn hả? Bây giờ là không nên ăn lại đúng không? Rất là mất thời gian. Đúng rồi, gãy ra cái gì mà rang nửa ngày trời. Mà banh cái này ra chắc cũng 3 bữa nữa chưa ăn được đó. Cứng lắm. Cản nha, mày thấy mẹ mua cái trái này là cản liền. Trời ơi, không tại vì nó ngon thực sự là nếu mà có người dở ra. Đúng rồi. Có người. Chưa, đó là mình chưa thấy cái bước mà lọc cái hộp này ra nữa. Nhớ không? Là một cái que như vậy xong lọc từng viên ra. Xong rồi rang lên rồi xong mới lóc cái này ra nữa. Ủa gì mà cực quá trời luôn á. Nè em tách được rồi nè. Có cái khó khăn lắm nó mới tách ngang nè, mấy cái mà tách ngang vậy thì mới ăn được nè. Còn mấy cái mà tách dọc như kiểu tách bự dày là khỏi lấy ra luôn. bắt nhập như vậy là coi như bỏ nè. Chị ơi trời ơi. Nãy em bị một lần rồi mà chị chưa sợ. Nước nước ao để em. Chị quay lại, chị quay lại để em. Xong vậy đó. Trời ơi chị cắn nó bị tục. Hồi nãy em bị một lần rồi đó. Trời ơi. Trời. Mà nó hơi cứng đúng không? Cứng rồi. Em thấy nó hơi cứng. Ừ. Hoặc là cái hạt ở trong nó cũng hơi cứng nhưng mà nó sẽ giòn giòn, nó sẽ hơi nó có cái mùi. Đúng rồi, nó sẽ hơi mùi nhưng mà nó sẽ hơi có cái cảm giác như là cái hạt bị cháy á. Ăn cái này mất công nha. Chứ mới lạnh chị ơi. Trời ơi. Tôi ghi đi. Tôi ghi đi. Cái video này là tại chị hay tại em? Không thể tập trung được. Sao hôm nay chị hát xì dữ? Hát xì dữ. Lại ai? Cái nào mà nó ra nó xinh xê. Chuẩn bị về lại thấy chị Duyên mé nhánh ở đâu nữa. Ê, bé này nói chuyện rất là hợp. Ừ, hay gì biết gì không? Cái cây nào xung xê nó mới có nhiều trái. Tao thấy bà tao tức đó. Mày tức không? Tức mà phải như vậy mới chịu nè. Ủa chứ cây không xung xê sao mới có trái được trời ơi. Ê gần nhỏ hay vậy em chị? Hồi đó đẻ rớt đúng không? Bé đó chị bé nó té lộn cổ. À, rồi. Trời ơi chị quên. Nó đá lên cái nách của chị rồi. Xong rồi cái chị bắt đầu bị tuột tay. Trời ơi nhớ chị không chị hai nè bé. Trời ơi. Chứ gì nữa. Đúng rồi xưa chị ký đầu em đó. Nó kể chị nghe chưa? Hồi nhỏ nó bị bò dí nữa. Ủa trời ơi. Rớt chứ sao chị? Cho chị rút lại chị khỏi nhận em được không? Kệ cuốn sổ đỏ luôn hả chị? Kệ luôn. Quên cái vụ đó. Ê, là giờ sao bên nào nặng hơn? Bây giờ em gọi điện cho mẹ liền đi. Bây giờ còn dư mấy miếng để chị biết được, chị tính với em. Mất công chị tính với em có hết rồi, mẹ em không chia miếng nào thì mất công tính quá rồi. Rồi những gì clip thôi là sẽ đẹp cái này ra nè. À, trời ơi, kẹp cái đầu nhỏ lại luôn. Nhỏ là té giếng rồi, kẹp cái đầu nhỏ lại. Không em đau quá. Chị ơi, cứu em. Trời cứu tôi. Chị ơi, tí cổ đi rồi. Em ơi, em chưa chia sổ thì em đừng có bị cái gì hết. Đặt xuống rồi đúng không? Từ từ cái gì vậy? Ôi em đừng có quăng vô đầu em nha trời. Con bé nó không nói gì. Không. Được. Ui. Nó ra rồi nè. À thấy. Thôi ăn review cái thôi bà ơi. Chú ăn hả em chú? Ê cái Tiên nó cái gì nó cũng biết làm hết trơn á. Em chỉ nó đó chị. Là mình dắt cái mềm ở trong này thôi hả? Từ nha. À phải nảy ra nữa, Nhìn nó mịn quá chị ơi. Phải dịnh lại để thôi nó bay ra luôn. Vừa nói ra xong. Cái trái khác thì Tiên nè. Đây em tắt. Ở trong nó có mật đó chị. Mật ngọt làm sao chị? Mệt ngọt, lộn mệt ngọt làm ta uống ta uống say. Nè lấy được rồi. 2, 3. Ngon á. Từ nãy giờ cái này là ngon nhất. Vừa mềm vừa mịn mà nó vừa ẩm nữa nhưng mà nó không có ngọt. Đúng. Cái này á chặt ra hết xong rồi dầm với miếng đường miếng đá ngon lắm. Đúng rồi, em nghĩ là phải thêm miếng đường á, miếng sữa cũng ngon chị ơi. Ê giống cái băng đô quá à. Ê!